Thân chào các bạn. Hôm nay mình đang làm cái món này của Hàn Quốc nè. Đó là thịt heo ba rọi á. Thịt ba rọi mình ngâm với chút xíu rượu trắng, chút xíu đường vàng, không đủ đường vàng, ba muỗng canh nước tương. Trước đây là cũng khoảng là 2 ngày rồi đấy các bạn. Thì bây giờ cũng mình tại mà không trước mình cắt quá dày á, giờ mình phải cắt mỏng ra. Nướng nó đôi ngon. Giờ mình phải cắt mỏng ra các bạn. Hello. Hello. I'm making a bánh mì sandwich. Bánh mì thịt hả? Okay. Yes. That's well. Okay. Thanks. Okay.
dưỡng. Stuff for me. Mm-hmm.
Bon appetit. And the storm is going away. Yay! Storm is gone. Mm. Went to someone else. Ha! Mm. Mm. Bye-bye. Bye-bye. Have a good night.